Phát biểu tại lễ meeting, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, trong những năm qua, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Bộ Công an, các đơn vị trực thuộc Bộ, các học viện, trường Công an nhân dân và Công an các địa phương tích cực hưởng ứng, tổ chức triển khai sâu rộng các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với chủ đề và nội dung có trọng tâm, trọng điểm. Ngày Pháp luật đã dần trở thành ngày hội chính trị, pháp lý quan trọng trong Công an nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tinh thần thượng tôn pháp luật tôn trọng kỷ luật, kỷ cương, bảo vệ hiến pháp, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân. Việc tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam càng khẳng định quyết tâm của lực lượng công an nhân dân trong đẩy mạnh việc nghiên cứu, tìm hiểu hiến pháp, pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ hiến pháp, pháp luật, thực hiện nghiêm túc chủ đề Ngày Pháp luật trong công an nhân dân năm 2020 là cán bộ chiến sĩ công an nhân dân tích cực nêu cao tinh thần chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm hiệu quả trong công tác hoàn thiện thể chế, thực thi bảo vệ pháp luật góp phần từng bước xây dựng xã hội dân chủ kỷ cương an toàn lành mạnh cũng nhân dịp này bộ công an đã giới thiệu nhiều luật sửa đổi bổ sung như luật ban hành văn bản luật giám định tư pháp luật thanh niên và nhiều luật quan trọng khác